tôi đang nghĩ không biết có nên làm cái video này không. Tự nhiên làm một quả video về cái loại kẹo siêu chua này cũng đắn đo lắm đấy. Nghe nói đây là kẹo siêu chua khủng khiếp. Nhìn cái viên nó đáng yêu thế này, đâu đến nỗi đâu ta. Quyết tâm. Nó cũng thơm thơm kiểu ngọt ngọt mà. Ủa. Ôi mẹ ơi, xin quả chanh một cái tuổi luôn. Ui, nó chua. Dễ chịu hơn rồi đấy. Vị thì là vị Coca-Cola. Cái phần bên ngoài nó chua hơn cả chanh luôn. Xin chanh một cái tuổi luôn. Nhưng mà khi cắn vỡ ra thì bên trong nó ngọt. Khá là hài hòa. Ngon.